Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft, hiệp sĩ chuyển sinh. Tình hình là bữa giờ mình làm hiệp sĩ, có vẻ là mình đã bớt ăn hành đi các bạn ạ. Tự nhiên thấy cũng nhớ cái gì mà mùi hành. Thế nên là hôm nay, có thể là mình sẽ tìm cách để chúng ta hơi ăn hành một xíu ha. Và để làm được điều đó thì trước tiên mình cần phải cày cuốc rất là nhiều những cái đầu xương đen á. Thế nhưng mà hiện tại thì hình như mình không còn cái đầu xương đen à đâu. Mình còn các bạn ơi, nhưng mà có một cái à, không có đủ ha. Bữa nay mình cần nhiều lắm cơ. Bèo bèo thì cũng 20 cái đầu xương đen. Thế nên là bây giờ chắc mình sẽ tranh thủ đi cày cuốc luôn cho kịp nha. Nhưng mà trước đó để mình đổi diện mạo cho cái thanh kiếm mình cái đã, cho nó mới một xíu ha. Ok. Ngoài ra thì mình cũng sẽ chọn sang cái nhánh nhạc để cày thêm cái khả năng lượm đầu xương đen của cái thanh kiếm này nè các bạn ạ. Còn về kỹ năng thì để coi. Ừ, mình học được kỹ năng gây chảy máu nhưng mà bữa giờ mình chưa có dùng nè. Hay là bữa nay mình test thử luôn ha. Coi khả năng đánh chảy máu này nó có thực sự bá đạo hay không. Kỹ năng kích hoạt thì mình sẽ đổi sang kỹ năng lả lướt đi cho nó tiện. Rồi, mục tiêu là 20 cái đầu xương đen trong ngày hôm nay. Hy vọng là chúng ta sẽ thực hiện được ha. Rồi, tranh thủ đi sớm về sớm luôn. Ui, cẩn thận con đó. Nó mà lại gần là nó sẽ nổ vô mặt mình đó các bạn. Rất là khó chịu luôn. Trời. Hả? Thanh niên kỵ sĩ xương này đeo cái mặt nạ của cái bộ tộc bí ẩn các bạn ạ. What the... Ui. Mình định tha rồi đó nhưng mà hắn định chọt mình các bạn. Bắt buộc mình phải xử hắn thôi. Rồi bây giờ thì chắc mình sẽ tranh thủ đầu ngày. Còn nhiều thời gian nè, chúng ta sẽ đi săn thật là nhiều đầu xương đen á. Hy vọng là quá trình này sẽ diễn ra suôn sẻ. Ồ, có luôn nè. Ui chui. Ui da. What? Xương đen gì mà nhìn như samurai vậy? Wow. Căng nhiên. Ê, có quỷ lửa nữa. Mình cũng sẽ săn thêm quỷ lửa các bạn. Ui trời, thôi xong rồi. Ê. Và cái khả năng đánh gây chảy máu có vẻ cũng rất là ok nha. Xét thương thêm thời gian khá tốt các bạn ạ. Được đấy. Đúng. Mà sao bữa nay mấy anh chưa bắt giới nóng tính vậy? Mẹ đất ơi. Nữa. Ui. What? Xương đen cầm khiên kìa. Thôi xong rồi, tình hình là bữa nay mấy cái thanh niên này có vẻ là mạnh hơn mọi khi khá là nhiều các bạn ạ. Hết đội. Ui nè, cầm khiên nữa nè. What? Hết đội nóng xịn rồi, bây giờ còn trang bị khiên để chặn đòn của mình nữa. Có nha, chiến này không dễ săn giống như là những ngày trước rồi, coi cơ. Full khiên luôn. Cất bớt kinh nghiệm đi cho chắc các bạn ơi. Quỷ lửa nó còn cưỡi phantom nữa kìa. Thôi xong rồi. Cái thế giới hiệp sĩ chiến sinh của mình bữa nay loạn lạc thiệt rồi các bạn ơi. Ừ, bây giờ mình còn có thể nhặt được những cái mảnh xương đen các bạn ơi. 9 cái mảnh là chúng ta sẽ ghép được một cái đầu xương đen các bạn. Ui, lại bị ốp sọt. Cẩn thận. Đó. Một cái đầu xương đen hoàn chỉnh đầu tiên. Ngon. Đây rồi. Phải như vậy chứ. Trời ơi, tụ tập 4 thanh niên một lượt. Lạ lướt. Ok. Hạ gục được một tên rồi. Có thêm được cái đầu nào hay không đây? Có vẻ là không rồi các bạn à. Chỉ có những cái mảnh thôi á. Nhưng không sao, vậy cũng tốt. 9 mảnh là được một cái đầu xương đen hoàn chỉnh mà. Cứ thế mà cày cuốc thôi. Ồ, đây rồi. Chiếc đầu xương đen thứ 2 trong ngày hôm nay rồi nha. Hồi nãy giờ cũng được thêm 18 mảnh, tương đương với việc mình có thể ghép lại thêm 2 cái đầu nữa. Thế là chúng ta được 5 cái đầu xương đen rồi các bạn. Cũng được 1/4 cái chỉ tiêu ngày hôm nay của mình rồi. Quá đã nha. Tiếp tục thôi. Úi. Cái gì liên tục luôn nè. Thêm một cái đầu xương đen khác các bạn ơi. Lọc nhân phẩm rồi. Hôm nay nhân phẩm của mình hơi bị cao đấy nha. Ui. Hả? Xương đen còn biết quăng ngọc Ender để áp sát mình nữa kìa. Trời á. Quá chừng quá đất mấy thanh niên này rồi. Hơn là mấy thanh niên xương đen này chưa biết chọi bơm đó các bạn. Ừ, lơ ngơ ít thơm nữa mấy ảnh biết chọi bơm, chọi thẳng bơm vô mặt mình là xác định luôn á. Sao mình thấy có mùi vậy ta? Có mùi hạnh đổ đó thoảng thoảng bên mấy ảnh các bạn không? Gây sớm là có điểm rồi. Nhìn xương đen nó còn ngầu hơn mình nữa các bạn ơi.
Không chịu, ngươi dám giành spotlight với ta. Hả? Cái quần đùi gì vậy? Ê, tự nhiên xuất hiện cái thanh máu của Mutant Strider. Nó ngay dưới này. Ủa đâu rồi? Ủa? Mình mới thấy cái con Mutant Strider đúng không? Ok. Ủa sao nó lại bị mất máu ta? Chả nhẽ là nó bị kiểu như là dung nham đốt cháy rồi. Kỳ cục vậy. Nhạc nền nổi lên nghe rất là căng thẳng luôn các bạn ơi. Mà không thấy nó đâu hết. Để mình bắn bừa xuống dưới đi. Biết đâu bất ngờ. Cây cung mình bắn ra tới 3 mũi tên lận. Bắn thí bắn đại. Lỡ ngớ. Ê, rồi xong rồi. Tắt nhạc luôn rồi. Nó cũng tắt điện luôn rồi các bạn ơi. Yêu. Tí nữa là mình có thể đọ sức với cái con Mutant Strider đó rồi. Nhìn nó có vẻ là khá là quy lực đó các bạn ơi. Ồ, mình đoán là nó cũng rất mạnh đấy. Hơi tiếc ha. Ủa gì? Nhìn đểu cái gì? Cho đi ha. Theo cái con Strider kia luôn. Rồi, nãy giờ mình cũng săn thêm được một ít cái mảnh của con xương đen nè. Ghép lại tiếp các bạn ơi. Được đâu đó cỡ 8 cái đầu xương đen rồi. Cố lên, cố lên. Úi. Ồ. Cái nón này quen quen ta. Ủa có giống cái nón mình đang đội không? Ui có vẻ khác xíu các bạn ơi. Cái nón này đẹp nha. Ê đổi nón anh bạn ơi. Đổi nón không? Thôi xong rồi anh không gơi ra rồi các bạn ơi. Ui xin lỗi nha. Tôi lỡ tay thôi, tôi lỡ tay thôi. Ui trời. Thằng thanh con này. Vậy là bữa nay ở dưới địa ngục á, để có xác suất chúng ta gặp thêm những quái vật đột biến cực dữ nữa các bạn ơi. Wow. Chắc lần tí nữa nếu mà có duyên á, kiểu gì mình cũng gặp lại cái thanh niên Mutant Strider đó thôi. Kẻ sải bước đột biến các bạn. Bình thường thì kẻ sải bước khá là thân thiện ha. Nhưng mà không biết ở cái dạng đột biến đó thì có thân thiện với mình không thì chưa rõ các bạn ơi. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, gặp mình đụng là trụng thôi. Tầm này thì thân thiện hay không thân thiện thì cũng xúc láng các bạn. Lộc giờ cỡ gà chiến lắm rồi. Có thể đây là băng đảng Wither Skeleton cuối cùng mà mình cần farm nè các bạn. Mình sắp đủ chỉ tiêu rồi. Ok, 35 và đây là thanh niên sẽ rơi ra. Ú, rơi ra cái đầu luôn à. Vậy thì tuyệt vời. Đủ chỉ tiêu rồi các bạn ơi. Mình sẽ bắt đầu bấm công thức ha. Được thêm 3 cái nữa. Yes, thế là chúng ta đã có đủ 20 cái đầu xương đen cho mục tiêu ăn hành ngày hôm nay rồi. Không chần chờ gì nữa, về nhà sửa kiếm thôi các bạn. Thanh kiếm của mình cày cuốc nãy giờ nó cũng lục nhách rồi. Cần phải mài lại cho nó bén bén ăn hành mới ngon ha. À mà bạn nào có nhu cầu mạng Roblox, lắp rút hay là Unity Lab thì có thể có một shop và đọc nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Ủa sao bác dân làng lại bị viêm cánh? Ủa vậy là phía trên kiểu gì cũng có cái con viêm cánh rồi. Không lệch đi đâu được. Đúng không? Kì 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 biết ngay mà. Thiệt cái tình cái con. Rồi, và nãy giờ ngoài việc săn xương đen ra, mình cũng săn được thêm khá là nhiều cái que quỷ lửa. Bây giờ mình sẽ đổi nó thành những cái bột quỷ lửa, kết hợp thêm với một chút ít sắt trong người mình. Và chúng ta sẽ bấm công thức của Undead Paladin Spawn các bạn ơi. Mình sẽ làm thật là nhiều luôn á. Ui, ủa, vậy là mình tính sai hả ta? Ê, lúc đầu mình chỉ cần săn 4 cái đầu xương đen thôi. Trời ơi, mình săn thẳng 20 cái, bây giờ dư quá trời rồi nè. Yêu. Nhưng mà thôi, càng đông càng vui đi ha. Nhưng trước khi đi triệu hồi Undead Paladin thì để mình mài kiếm lại ha. Cho bén bén xíu solo với 7 cái thanh niên Undead Paladin này mới căng được các bạn. Rồi, bling rồi nè. Ok, thẳng tiến tới đấu trường cổ xưa nào. Và trên đường đi nếu mà mình gặp mực á thì mình cũng sẽ săn thêm mực á. Ồ đây nè, có luôn nè các bạn. Ở đây mình săn ít mực đi. Để kiếm túi mực á. Ít nhất là cũng cỡ 4 cái ha. Rồi, đổ luôn. Leo lên lưng em rồng cái đi. Tại đây qua đó cũng hơi xa một xíu á. Nên là cưỡi rồng đi cho nó tiện các bạn. Với cả là dắt em rồng đi thăm cái đấu trường luôn ha. Tới nơi luôn. À, để coi nào, em rồng đứng đâu là hợp lý ta. Để cho an toàn thì
Ok, mình sẽ để em ở cái nơi cao nhất ha. Nhỡ đánh đấm sấm chớp đùng đùng thì cũng không có trúng cái em rồng của mình. Quá là an toàn. Bây giờ việc của mình đó chính là cất hết kinh nghiệm vô trong và lập tức triệu hồi tất cả Undead Paladin Spawn. Đây. Chờ tới luôn. Đủ chưa? Điểm mặt lại 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ủa sao có 6 vậy? Ủa? Đủ không vậy? Ủa kỳ vậy? Mình triệu hồi 7 cái lần mà. 2, 4, 6, 7. Ờ ok, đủ. Tại ở phía trên thanh máu nó hiện không đủ thôi các bạn ơi. Rồi, để mình dùng tuyệt chiêu lả lướt nè. Lướt ngang một cái. Wow, bốc cháy chưa? Ui, lướt hộp. Bình tĩnh. Lại. Lướt nữa nè. Đó. Trời ơi, mình chơi chiến đấu lầy như vậy thì sao mấy thanh niên này làm lợi? Nữa nè. Hiện tại mấy thanh niên này chưa có đánh trúng mình cái nào các bạn. Mình lướt quá là dữ mà. Tiếp tục nè. Ui da. Ui, bị đánh trúng rồi. Động phiền. Một Undead Paladin đã nằm xuống. Tiếp tục nào. Hai Undead Paladin. Ui, trời ơi. Ba thanh niên rồi. Thanh niên thứ tư. Thanh niên thứ năm. Ủa? Bảy thanh niên luôn rồi các bạn ơi. Nani? What? Bảy thanh niên Undead Paladin đã nằm xuống trong chốc lát các bạn ơi. Bây giờ lọc ao trình thiệt rồi. Bây giờ gáy được rồi đó các bạn ơi. Tha hồ mà gáy luôn. Wow. Và mục đích chính của mình sau khi đánh bại Undead Paladin đó chính là mình lấy những cái Cinder King Soul này nè các bạn ạ. Nó sẽ giúp mình triệu hồi ra thêm những boss khác mà mình chưa có đánh bại trong danh sách này nè. Bây giờ thì chắc mình sẽ chế tạo cái đồ triệu hồi luôn á. Đầu tiên là thợ săn rồng Dragon Slayer kìa. Wow. Căng nha. Tiếp theo là Onstein. Wow. Nhìn có vẻ là cũng ngầu đấy. Tiếp tục là Nameless King. À, vua vô danh. Trời ơi, lại là vô danh hả? Nghe là cũng hơi rén rén nha. Tại lúc trước mình cũng bị một cái hộ vệ vô danh đánh cho sắp mặt đó các bạn. Và cuối cùng là Cinder King. Ok. Ủa, còn thiếu. Còn một boss nữa. Đó chính là Abyss Watcher. Để mình đổi túi mật ra bột nhộm cái ha. Rồi, bấm công thức cái luôn. Ok. Vậy là đủ tất cả các boss trong danh sách rồi nha. Bây giờ mình sẽ triệu hồi lần lượt đi. Ui da, ui. What? Mới triệu hồi thôi mà thợ săn rồng đó quất mình rồi. Wow, thợ săn rồng nè các bạn. Ui cơ. Ê, săn chính luôn nha. What? Thợ săn rồng đánh là không nhùng luôn các bạn ạ. Mình chặt cũng lia lịa nè mà không xi nhê lắm nha. À, đây rồi. Thốn rồi, bắt đầu thốn rồi. Tới khúc thốn rồi. Một cái nữa. What? Đúng như cái tên luôn, thợ săn rồng. Sẽ rơi ra một cái đầu rồng nữa các bạn ạ. Chắc là lúc trước thợ săn rồng này săn được hay sao á. Và một cái rìu của thợ săn rồng luôn. Why? Trời ơi. Ui, cái rìu này nhìn cũng chất lừ đấy. Được của nó đấy. Đặt chiến lợi phẩm sau khi đánh bại thợ săn rồng vô đây ha. Để chúng ta triệu hồi thêm nhân vật. Đó chính là Onstein. Ui. Ủa sao hai thanh máu vậy? Hả? Ui. Onstein này có để các bạn ơi. Ui trời. Wow. Trời ơi, thánh thần ơi. Ui. À. Để của Onstein này có vẻ khá là yếu các bạn. Nhìn thì có vẻ lực nhưng mà không mạnh lắm đâu. Ui trời. Wow, Austin chọt kìa các bạn thấy không? Chọt liên tục tì luôn. Thôi được rồi. Thích đánh nhau chứ vậy. Mình sẽ lấy cây thương ra, lâu rồi mình chưa múa thương cho các bạn coi đúng không? Hất tung nè. Ê. Tới mình chọt lại. Dám chọt, trời đánh gây cháy nữa. Ui da. Rồi, ngất xỉu chưa? Hất tung nè. Ui da, không hất tung được. Lần này, ui, né được. Ui, trời ơi. Austin có vẻ né đòn khá gắt các bạn. Nhưng không sao. Mình múa thương cho Austin ngất xỉu luôn.
Nữa nè. Tới luôn. Combo cùng anh. Cố lên. Sắp được rồi các bạn. Né cái nhẹ. Rồi rồi rồi. Tới công chuyện. Mặc dù lâu rồi chưa có dùng thương, nhưng mà lập combo vẫn rất là nuột các bạn ạ. Chiến thắng rồi. Và Austin sẽ rơi ra cho mình cây đinh 3 ha. Yêu. Ê. Ngầu vậy. Đứng vậy mà ngầu nữa đi. Cái thanh niên đó tự nhiên đi chậm chậm vô, tưởng ảnh là đại ca hay gì các bạn à. Cho bốc hơi luôn. Này thì flex với chúng tôi hả? Ok, cây đinh 3 của Austin thì mình cũng sẽ cất vô ba lô ha. Xong 2 boss rồi, vẫn còn 3 boss đang chờ đợi mình nữa các bạn à. Ê hên đó nha, lúc đầu mình mà triệu hồi một lần 5 boss thì chắc ăn hành thiệt đó. Nhưng mà mình chọn cách là triệu hồi lần lượt các bạn, nên là cũng đỡ. Và đây là vua vô danh nè các bạn ơi. Wow, vậy là bộ giáp hôm bữa mình mặc là bộ giáp của vua vô danh đó. Bộ giáp mà tóc bạc đó các bạn. Đây nè. Ôi trời. Ây da. Wow, vua vô danh đâm ghê vậy. Ok, xanh chính luôn. Tới công chuyện luôn. Wow, 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 wow. Có vẻ là dùng thương đánh, mặc dù là điệu nghệ các bạn ạ, nhưng mà gây được không quá nhiều đam á. Nếu mà so với cái cây trường kiếm của mình thì có vẻ là hơi yếu hơn một xíu. Nhưng mà được cái các bạn, mình cầm cái cây thương này á, mình sẽ có khả năng khống chế được đối thủ nè. Đó, mình đánh xong thì đối thủ sẽ bị kiểu như là bất động một lúc ấy. Ui dồi. Mình chỉ cần duy trì cái nhịp đánh thôi. Nãy giờ vua vô danh chưa kịp đánh mình luôn. Ê, ê, rồi 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 rồi. Kịp rồi, chuẩn bị kịp rồi. Từ từ để mình giữ khoảng cách cái đã. Ok. Sau đó thì ấy da. Combo nè. Đòn cực mạnh. Ê. Wow. Kết liễu luôn nha. À. Úi. Vua vô danh rơi ra cho mình. Cánh cứng luôn à. Wow. Đã nha, mình chưa có cánh cứng các bạn ơi. Lụm luôn cái cánh cứng nào. Đồng thời còn rơi ra bộ giáp của vua vô danh hay sao kìa. À không, hình như chỉ có cái ủng với cái quần thôi các bạn ơi. Tưởng đâu full giáp chứ. Nhưng không sao, trận chiến đó mình thấy cũng rất là ok nha. Rồi, nãy giờ múa thương nhiều đúng không? Giờ múa rìu đi. Múa rìu và triệu hồi Cinder King. Lại là một vị vua khác các bạn ơi. Ồ. Vị vua này cầm cái kiếm hả? Wow, cái kiếm nhìn chất lượng vậy. Ôi trời trời. Vô. Vô. Bữa giờ mình không có cầm rìu, mình quẩy các bạn. Nhưng mà cái rìu này đánh chậm quá à. Các bạn coi mình xoay rìu kìa. Ui. Mặc dù chậm chậm nhưng mà cũng khó chịu lắm nha. Cái vị vua này liên tục bị mình thấy khống chế. Ok, đây rồi, đây rồi. Ê, có kỹ năng cùng loạn nữa. Ui. Wow. Kỹ năng cuồng loạn của cái rìu này hơi bị bá các bạn. Wow. Cuồng loạn lên mình chặt cái vị vua đó quá trời luôn. Và món đồ vị vua đó rơi ra cho mình là một cái vật tổ. Cũng im ha. Tính ra nãy giờ chưa đối thủ nào mà kiểu như bán hành thật sự cho mình ha. Vậy tính ra là cái rài mình mạnh thiệt á các bạn ơi. Không phải là mình mạnh giỡn đâu. Ừ. Rồi, và đây là boss cuối cùng. Ơ, ê, ê, cái gì đông vậy? Wow, Abyss Watcher này có tới 3 phiên bản luôn các bạn à. Ây da. Được rồi, mình vận sức. Tới công chuyện luôn. Ui, trời trời, né được. Không sao. Giờ thì né hổ. À, hình như cái hình nộm là sẽ yếu máu hơn các bạn ơi. Cái phân thân là yếu máu hơn. Né hổ đi. Xong. Trời ơi, hai phân thân còn đánh nhau nữa cơ. Trời ơi. Cái quần đùi gì vậy? Cơ. Úi chùi. Tự mình đánh với mình luôn. Ảo thật. Cơ. Các bạn bắt bên nào? Mình là bắt bên trái nha. Cầm kiếm. Chứ không phải là song kiếm đâu. Ủa sao rồi? Sao đang đánh nhau rồi đứng giảng hòa rồi? À, để mình giảng hòa giùm cho. À, giảng hòa hả? Giảng hòa. Giảng hòa nè. Đông phiên. Ồ, đây là hàng rêu à. Dẫn sức nào, rêu chiến mà.
Tiếp tục. Ây da. Trời ơi, dẫn sức cho đã xong cái bị khắc chế đòn đánh các bạn. Quê sể quá, cuộn nổ lên. Chặt Lý Quảng. Đón nhận cơn tịnh nổ đi. Các bạn có mình chặt kìa. Wow. Ui, chặt Lý Quang. Ui, nhưng mà hình như kỹ năng này đánh đổi máu các bạn ơi. What? Mạnh thì có mạnh nhưng mà cũng mất máu của bản thân khá nhiều nha. Rồi xong luôn rồi. Chúng ta đánh bại được Abyss Watcher luôn rồi. Thì kìa ngoài kia có con kia, nó thấy mình cuồng nổ, nó sợ, nó không dám vô các bạn. Tôi đang núp bên này nè, để mình ra mình gõ đầu đó. Núp núp cái gì? Núp núp cái gì? Núp núp cái gì? Quá chừng quá đất lọc bữa nay rồi. Mạnh ác luôn á. Và phần thưởng sau khi đánh bại Abyss Watcher là một cái áo ha, cũng như là một cái kiếm Netherite. Ok. Nói tóm lại thì nãy giờ phần thưởng mình thấy ok nhất đó chính là một cái cánh cứng nè, cũng như là một cái vật tổ ha. Cuối cùng là một cái rìu chiến từ thợ săn rồng. Vậy là coi như bữa nay kế hoạch ăn hành của Lộc thất bại rồi, không có đối thủ nào bán hành cho Lộc hết các bạn ơi. Bởi vậy mạnh quá cũng khổ quá chứ. Trời, lâu lâu gáy nó đã các bạn ơi, đã cái nư. Rồi giờ thì chắc leo lên trển rồi về với em Rồng ha. Nãy giờ để em đợi chắc cũng lâu rồi đó các bạn. Ở đây có một cái công trình hả? Của những thanh niên samurai sao các bạn ơi? Cái nón này quen lắm, giống như cái nón của cái thanh niên xương đen hồi nãy bên địa ngục mới đội gì đó. Được, mình lấy vũ khí của mình ra cái đã. Đâu rồi. Lưỡi hái, ok. Dùng lưỡi hái rồi các bạn. Dùng khoảng cách. Cái kìa, samurai chủ động ra săn mình luôn. Ô mà chuối. Ê, có spawner. Hẹn gì? Đập lẻ. Đó, trời, còn có cái bảng gì nữa, what the hell. Thanh niên này làm gì đây? Định làm gì? Hả, thanh niên nào mà la? Ây da. Ủa, mấy thanh niên samurai hả? Ui thiệt các bạn, mấy thanh niên samurai có phong cách là rất là ngộ. Ây da. Đó các bạn có nghe không? Rồi. Là với chạy hết. Tưởng ngầu lắm hả? Cho đi nghe. Chuyển sinh luôn. Ủa, vẫn còn la ẩy da nữa à? Đâu rồi? Này thì la. Khó chịu thiệt á chứ. Ồ, ở đây còn có những cái thùng đồ mình có thể lấy đồ được nè các bạn. Wow, là thật. Ui, giáp kim cương nữa kìa. Ui, đã vậy. Hình như rơi ra cái giáp samurai luôn hay sao ấy. Ui, nhiều tới mức mình không nhặt hết được luôn á. Nè, nón nè. Hai cái nón. Một cái quần, hai cái quần. Trời ơi, bốn cái nón luôn rồi. À, cũng có một cái đôi ổn rồi nè. Một cái áo, hai đôi ổn luôn. Ok. Nói chung là cũng giàu đó nha. Áo sửa chữa, nón sửa chữa. Thêm một cái áo sửa chữa khác các bạn ơi. Nó cực kỳ giàu luôn á. Trời. Sát sức mạnh. Có sát gì ngon khác không? À không, sát thì không ngon lắm. Nhưng mà giáp nó cho thì khá là ngon nha. Hết rồi. Hay ít mấy cái thùng đó ha. Kế bên đây còn có cái tòa tháp của mấy con zombie nữa kìa. Cứ lại quay qua đây rồi nó khịa mình. Mình xử nó luôn. Vừa cái tội khịa nha cô. Hay là bây giờ mình sẽ thử mặc cái bộ giáp mới nha. Sau khi mới lượm được trong mấy cái thùng nè, mặc thử luôn ha. Ui, nhìn mình cũng ra phong cách samurai phết các bạn ơi. Ôi dạ, trời ơi con này. Đi vô khác. Wow. Giờ thiếu mỗi cái thanh katana thôi các bạn. Nhìn nó cũng hợp với cái vũ khí mình nữa nè. Ui, được có nói đấy chứ. Và xét về lượng giáp thì nó cũng mạnh đâu đó. Xem cái giáp qua đoạn của mình ấy. Không yếu không quá nhiều đâu. Cũng ok. Từ hiệp sĩ chuyển sinh bây giờ thành samurai chuyển sinh luôn rồi. Ủa, nhưng mà giờ mới để ý ta, mình có hiệu ứng Nightfall Ward gì kìa các bạn à. Vụ gì nữa đây? Mình cũng chưa rõ lắm các bạn ơi. Nhưng mà nãy giờ thì nó chưa ảnh hưởng gì tới trái tim của mình á.
nên chắc cũng không sao đâu. Ừ, với cả đây cũng là cái cánh rừng hoa anh đào đầu tiên mà mình gặp thì phải. Wow, đúng hợp luôn ha, samurai ở trong vườn hoa anh đào. Trời, chỗ này phải làm tấm hình selfie coi. À, để coi coi làm tấm hình selfie góc nào đẹp ta. Hiếm rộng, không đụng được. Có gài mình thấy selfie quá. Đó, vào đúng vị trí rồi ha. Dọn mấy cái cỏ ra đi. Ok, cái nón này nó hơi che cái phần mặt của mình. Rồi. Ui, có em heo lại chụp hình ké nữa kìa. Ok luôn, cho em lên hình luôn các bạn. Rồi, thì cà lập ơi, em muốn về nhà nào? Không bé ơi. Về nhà thì leo lên lưng đi. Ôi, không leo lên lưng rồng được. Ờ, hơi tiếc ha. Nếu vậy thôi, để em heo ở đây tiếp đi các bạn ơi. Mình còn phải tiếp tục đi khám phá nữa. Tính ra lúc đầu là mình định đi về rồi đó, nhưng mà đi sao không biết rồi. Tới cái rừng hoa anh đào lúc. Ô, ở đây còn có cái chỗ toán cướp nữa nè. Giờ mới để ý ta. Cho em rồng tấn công bọn chúng liền. Này thì cướp. Ôi trời, em rồng bắn hụt. Không sao, bắn cái nữa. Bắn hụt thì bắn lại các bạn ơi, không có gì hết. Từ từ, em đang sạc là hay sao á. Lần này thì hết hụt nha. Ủa, nhưng mà rồng này không có bắn ra lửa được các bạn ơi. Mặc dù là cầu lửa nhưng mà khi mà phát nổ lại không ra lửa ha. Hơi tiếc. Rồi bọn này có bắt cóc ai không? Ui, bắt cóc golem. Rồi. Tới công chuyện. Bắt cóc golem là một điều ác. Mình sẽ giải cứu cho anh golem này. Rồi, đi mần chuyện đi anh. Đúng rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Này thì láo vậy anh. Nhìn cái tướng anh golem tát mấy cái con cướp dân làng mắc cười quá các bạn. Kìa. Ui, anh giọng. Còn anh dí, anh bắt đầu dí rồi đó. Chuẩn bị. Này thì cướp dân làng. Ok, mạnh giỏi nha anh. Để mình chữa thương cho anh cái ha. Rồi sau đó chắc mình đi tiếp á các bạn ơi. Ừ, tính ra lâu rồi mình cũng chưa ghé qua cánh rừng yêu tinh. Kiểu như để mình áp ca cho lâu lâu một xíu á các bạn. Được ấy chứ. Để mình ghé. Ê. Hả? Cái gì? Mình đã kích hoạt cuộc xâm lược của những cái con Nightfall rồi hay sao kìa? Là thật. Thôi xong rồi. Mình lại báo dân làng rồi. Chùi. Mình tổm nào. Mấy cái kìa. What the hell? Chỗ bọn này định vô làng làm gì? À nhưng mà bọn này hình như không biết lội các bạn à. Bọn chúng không biết lội qua khúc sông để vô làng. Vậy cũng đỡ ha. Chứ bọn chúng mà lội qua làng thì mình nghĩ là hơi mệt mỏi đấy. Yêu. Con này cũng có vẻ khá là lực đấy các bạn à. Còn biết bắn tùm lum nữa. Ê kìa, nó chọi Ngọc Ender. Yêu. Ủa, hết rồi hả? Ủa sao có hai tên vậy? Rồi đồng bọn của bọn chúng ở đâu nhờ? Mình thử đi vòng vòng xung quanh làng. Á, à, tên này chăng? Phải không? Không phải. Đây chỉ là những thanh niên hiệp sĩ cưỡi ngựa xương thôi hả? Yêu. Ui trời, con này định làm gì? Con này là một trong những con rất là khó chịu các bạn. Coi coi. Nó trâu dã man luôn á. Rồi cái cuộc xâm lược này sao mới giải quyết đây? Tự nhiên cái mình báo làng nữa rồi. Mình là hiệp sĩ báo có khác. Hiệp sĩ chuyển sinh cái gì? Báo từ thế giới này sang thế giới khác luôn các bạn ạ. Bó tay chấm cơm mình luôn. Ơ nhưng mà thật á, nãy giờ mình không tìm thêm bất kỳ một cái thanh niên trong cái cuộc xâm lược nào khác nha. Ngoài hai cái thanh niên hồi nãy hả? Lạ vậy ta. Mình đi sâu vô cánh rừng yêu tinh thì cũng không gặp luôn. Yêu. Vậy là có vẻ là cuộc xâm lược này bọn chúng đã tự bỏ sớm hay sao rồi. Chắc bọn chúng thấy mình ngầu quá, bọn chúng sợ về nhà luôn. Chắc vậy quá. Ok, nếu vậy thì tốt ha. Mình có thể an tâm trở lại đây và cưỡi rồng đi tiếp thôi các bạn. Ừ, còn cái làng này hình như không còn dân làng nào đâu. Nên là thôi. Ê, ủa, còn hả?
Oh no no no. Ui ui ui. Bác đừng sợ, tôi bảo vệ bác. Chạy vô trong, đúng rồi đúng rồi. Công nhận khả năng chạy của bác dân làng đó còn đỉnh hơn mình nữa các bạn ơi. Chạy mà bọn kia dí không kịp. Ui, ui, ở đây còn nữa. Mình phải chặn mấy cái cửa lại, không cho bọn này đột nhập vô. Rồi, mấy bác yên tâm. Tôi ở đây thì không con nào đụng vô mấy bác được đâu. Rồi, xong phim. Con nguy hiểm nhất thì cũng đã bị hạ gục rồi ha. Chỗ này còn dân làng không? Ui, cũng còn nữa nè. Bác thủ thư luôn. Sống dữ. Thôi. Cái làng của bác là không dữ rồi đó. Đóng cửa lại liền. Tạm thời hình như cái làng này chỉ còn có 3 cái ngôi nhà kia là có dân làng ở các bạn ạ. Và mình cũng cho mấy bác ấy an toàn hết rồi. Nên là bây giờ mình cũng nên về nhà đi ha. Đi thật xa rồi cũng trở về thôi. Chúc mấy bác dân làng sức khỏe nha. Tôi là tôi đi về trước á. Về đến nhà, việc đầu tiên đó chính là đáp xuống đây một cái cho em Rồng nghỉ ngơi đi ha. Ok. Sau đó thì đi xuống dưới thôi các bạn. Để mình trưng bày cái set giáp Samurai lên á. Bởi vì mình thấy đây là một trong những set giáp cũng rất là đẹp á nha. Hôm nay có vẻ là một ngày rất là tuyệt vời đối với mình luôn á. Mọi chuyện đều rất là may mắn luôn á. Rồi. Chỉ hơi tiếc là mình chưa có một thanh katana hoàn chỉnh thôi á. Hy vọng là sắp tới mình có thể tìm thêm được một thanh katana nữa thì thật là hoàn hảo luôn á. Còn phần mình thì bữa nay mình đã đánh bại tổng cộng là 5 boss khác nhau các bạn ạ. Và cũng là 5 boss cuối cùng ở trong danh sách những cái boss cơ bản mà mình cần phải hạ gục ha. Nói chung thì cũng được được. Nếu mà triệu hồi cùng lúc thì có thể là mình sẽ hơi khó khăn hơn á. Nhưng mà tại nãy mình triệu hồi lần lượt á nên là cũng không quá khó các bạn ạ. Hy vọng là sắp tới mình sẽ có những cái kèo đấu với những đối thủ xứng tầm hơn ha. Chắc lúc đó mới có cơ hội ăn hành các bạn ạ, cơ gài. Ít ăn hành quá cũng hơi thèm ấy chứ. Hy vọng cái lần gây sớm này sẽ không để lại quá nhiều hậu quả ở những tập tiếp theo ha. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình thêm một ngày nữa ở trong thế giới hiệp sĩ chuyển sinh. Và sắp tới, các bạn đón xem đối thủ nào sẽ cản bước được Lộc hiệp sĩ đây. Hãy cho mình biết dự đoán các bạn ở dưới phần bình luận nha. Và bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Laproot hay là Unit Toilet thì có thể ghé qua shop của Lộc, link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Bye bye.